lo lắng khi đi làm, nhưng lại sợ mất việc. Phụ nữ di dân và tị nạn phải đối mặt với quấy rối tình dục tại nơi làm việc ở Úc và thường rơi vào tình huống không thể giải quyết. Một phúc trình của Tổ chức Nghiên cứu Quốc gia về An toàn Phụ nữ của Úc hay ANROWS cho biết thấy gần một nửa 46% trong số hơn 850 phụ nữ di dân và tị nạn được khảo sát cho biết họ đã từng bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc trong 5 năm qua. Nhưng vấn đề này rất hiếm khi được giải quyết. Giáo sư Marie Segrave tại Đại học Melbourne là tác giả chính của bản phúc trình. Bà cho biết tỷ lệ quấy rối cao là đáng kể. Phát hiện thực sự quan trọng khác là phụ nữ thường bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc, cùng lúc với các hình thức phân biệt đối xử và lạm dụng tại nơi làm việc khác. Đây là những hành vi mà chúng tôi thực sự muốn nêu bật. Một trong những điều chúng tôi phát hiện ra ngay từ đầu là những người phụ nữ mà chúng tôi đã nói chuyện coi quấy rối tình dục là một phần của nơi làm việc không an toàn. Đó không phải là điều chính mà họ tập trung vào, mà là một phần của môi trường. Quấy rối bao gồm mọi hành vi từ cuộc gọi điện thoại, khiếm nhã hoặc tin nhắn có nội dung khiêu dâm, nhìn chằm chằm hoặc liếc mắt đe dọa, cho đến những câu hỏi xâm phạm đời tư hoặc ngoại hình. Hầu hết phụ nữ từng bị quấy rối tình dục đều mô tả những trải nghiệm của họ không quá nghiêm trọng, nhưng lại xảy ra thường xuyên và ảnh hưởng đến phụ nữ theo những cách nghiêm trọng và kéo dài. Tiến sĩ Tessa Boyd-Keyn, Tổng giám đốc điều hành của ANROWS giải thích. Điều quan trọng là phải nhận ra rằng đôi khi chúng ta nói về quấy rối tình dục ở mức độ thấp, một số hành vi mà chúng ta đã xem xét trong báo cáo này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Phụ nữ đã nói về việc đụng chạm không phù hợp, về những trò đùa liên quan đến tình dục và những khuôn mẫu có hại về thái độ liên quan đến nền tảng văn hóa của họ, đến một bản sắc nhất định, vốn không được chấp nhận vào năm 2024. Đồng thời, phụ nữ trong nghiên cứu này đã nói về những người chứng kiến tại nơi làm việc, nói đùa, hành xử như thể hành vi này chỉ là một trò đùa hoặc nhắm mắt làm ngơ. Phụ nữ chia sẻ rằng những trải nghiệm này thường đi kèm với các hành vi phân biệt đối xử hoặc bóc lột nơi làm việc khác, bao gồm cả phân biệt chủng tộc. Tiến sĩ Boyd-Keyn cho biết điều này có nghĩa là hệ thống hiện hành để báo cáo quấy rối tình dục tại nơi làm việc có thể không phù hợp với phụ nữ di dân và tị nạn. Bà cho biết điều quan trọng là phải cân nhắc các biện pháp như kéo dài thời gian phỏng vấn khi nghỉ việc hoặc thời hạn khiếu nại để cho phép phụ nữ tiết lộ trải nghiệm của mình khi họ cảm thấy an toàn hơn. Chúng tôi có các hệ thống khác nhau để giải quyết vấn đề quấy rối tình dục, nhằm báo cáo và phản hồi so với quy trình làm việc, theo một số loại visa nhất định, hoặc thậm chí là xin tư cách di trú. Nhưng đối với phụ nữ di dân và tị nạn đang làm việc tại Úc ngày nay, đây là những điều kiện tương tác. Chúng ảnh hưởng đáng kể đến khả năng làm việc trong môi trường an toàn của họ. Vì vậy, các hệ thống của chúng ta cần phải hoạt động hiệu quả hơn. Phụ nữ di dân và tị nạn cần nhận ra bối cảnh này và hiểu rằng quấy rối tình dục giao thoa với sự bất an tại nơi làm việc, xung quanh tình trạng visa hoặc xung quanh vấn đề nhập cư. Trên thực tế, phụ nữ di dân và tị nạn rất miễn cưỡng khi phải báo cáo hành vi này. Phụ nữ cho biết họ quá sợ hãi khi tiết lộ trải nghiệm của mình vì sợ mất việc hoặc chứng kiến rất ít hành động được thực hiện để giải quyết các khiếu nại trước đây. Những người khác thậm chí còn báo cáo rằng họ bị đe dọa hoặc được khuyên không nên khiếu nại vì sợ mất việc. Giáo sư Segrave cho biết văn hóa nơi làm việc thường không khuyến khích phụ nữ chia sẻ kinh nghiệm của mình. Một trong những thách thức lớn nhất là sự im lặng. Ngay cả khi mọi người phàn nàn, họ có xu hướng im lặng hoặc bị bịt miệng, nhưng cũng không có sự công nhận thủ phạm hoặc là hành động. Mọi người lặng lẽ tiếp tục. Đôi khi mọi người rời khỏi nơi làm việc, thường là phụ nữ rời đi, như không có gì xảy ra. Chúng tôi thấy rằng mọi người đã nói với chúng tôi về sự im lặng đang lan rộng, đang làm nản lòng những người phụ nữ đã trải qua điều này. Cũng gợi ý với họ rằng sẽ không có gì thực sự xảy ra. Sẽ không có cam kết chủ động nào về hành vi này là sai, không thừa nhận rằng nó đã xảy ra. ANROWS cam kết thực hiện kế hoạch quốc gia của chính phủ nhằm chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em vào năm 2032. Phúc trình thường niên đầu tiên theo dõi tiến độ của kế hoạch đã được công bố vào ngày 21 tháng 8. Ủy viên về bạo hành gia đình và bạo hành tình dục Michaela Cronin đã phát biểu tại câu lạc bộ báo chí quốc gia ngày 21 tháng 8 về ảnh hưởng của nạn kỳ thị phụ nữ trực tuyến đối với nam giới trẻ tuổi như một yếu tố góp phần gây ra bạo lực trên cơ sở giới. Họ bị thu hút bởi những gì một số giọng nói họ nghe được đang nói. Nó cho họ cảm giác về cách trở thành một người đàn ông. Chúng ta cần phải làm tốt hơn. Chúng ta cần phải nói chuyện tốt hơn với những người đàn ông trẻ tuổi đó, lắng nghe họ tốt hơn. Chúng ta cần những người đàn ông dẫn dắt những cuộc trò chuyện này. Báo cáo tiến độ đầu tiên cũng cho biết các chính phủ cần dữ liệu tốt hơn về những người đàn ông có hành vi bạo lực và con đường dẫn đến và thoát khỏi bạo lực của họ, và phải phát triển nhiều lựa chọn can thiệp hơn. Tiến sĩ Boyd-Keyn hy vọng phúc trình của ANROWS có thể giúp cung cấp thông tin cho kế hoạch quốc gia về những rào cản đặc biệt mà phụ nữ di dân và tị nạn phải đối mặt. Đầu tiên, chúng ta cần nhận ra rằng quấy rối tình dục trong bất kỳ bối cảnh nào, đặc biệt là tại nơi làm việc, là một phần của bạo lực giới mà phụ nữ phải trải qua ở đất nước này. Đó là một phần của cách mà các hành vi giả định giới ảnh hưởng đến phụ nữ, đặc biệt là khiến phụ nữ gặp bất lợi. Nhưng chúng ta cũng cần hiểu bối cảnh mà điều này xảy ra. Việc xem xét cụ thể trải nghiệm của phụ nữ di dân và tị nạn là một bước quan trọng để hiểu loại hệ thống và dịch vụ nào cần thiết cho phụ nữ ở những cộng đồng khác nhau, trong các bối cảnh khác nhau, và đảm bảo rằng các hệ thống của chúng ta không giả định một cách làm phù hợp cho tất cả mọi người. Giáo sư Segrave đồng ý rằng giải pháp cho vấn đề này phải có nhiều mặt. Bà cho biết điều quan trọng là phải hiểu những hành vi này liên quan như thế nào đến các hình thức phân biệt đối xử khác để có thể ứng phó phù hợp. Có rất nhiều công việc đang diễn ra ở Victoria. Một số thông báo gần đây về việc sử dụng các thỏa thuận không tiết lộ. Những thay đổi trong môi trường đó đang mang tính chuyển đổi, ngừng làm cho phụ nữ im lặng, cũng để họ nhận thức rõ hơn những gì đang diễn ra. Chúng ta cũng cần nhận ra tầm quan trọng của sự ổn định trong công việc. Thực tế là không có cảm giác ổn định trong công việc, cho thấy chúng ta đang thất bại về mặt chính sách bên ngoài nơi làm việc, cũng như trong chính nơi làm việc. Giáo sư Segrave nói thêm rằng cần có thêm nhiều nghiên cứu về thủ phạm và doanh nghiệp để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Chúng ta cần hiểu rõ hơn ai đang làm điều này. Chúng ta cần có khả năng nắm bắt hành vi tái phạm. Một trong những điều là thủ phạm có thể được chuyển đi một cách lặng lẽ. Ví dụ như bạn thấy ai đó làm việc ở nơi khác và nghĩ làm sao họ có thể đơn giản chuyển từ việc gây rối ở nơi này sang có được công việc đó. Chúng ta cần hiểu rõ hơn các doanh nghiệp đang làm gì và hành vi phạm tội, các loại hành vi thâm độc mà họ đang thực hiện, bởi vì rất nhiều hành vi sẽ không được chú ý.